Chào các bạn, hôm nay mời các bạn cùng mình vào bếp mình làm bánh nậm ngọt nha các bạn. Thì cái bánh nậm ngọt này nguyên liệu mình cần là một bịch tinh bột đậu xanh. Đó, cái bịch như thế này nè, nó để là mung bean starch nè, và tinh bột đậu xanh. Rồi mình cần một bịch đậu xanh cà, một ít lá dứa frozen hay là lá dứa tươi cũng được. Một lon nước cốt dừa và vài cái chung nhỏ nhỏ để mình làm cái khuôn bánh đó các bạn. Thì bây giờ mời các bạn cùng mình vào làm bánh nậm ngọt nha các bạn nha. Nửa cốc đường. Nhớ là các bạn xay cái đậu xanh lúc mà đậu xanh còn đang nóng nha, thì nó mới nhuyễn, nó mới mịn. Bạn nào thích ăn ngọt thì có thể bỏ thêm và nửa cốc đường xanh nè. Cho vô cái nồi hoặc cái chảo mình sơn nha, mình sơn cho nó dẻo lại. Chảo lên sơn khoảng 10 phút. Khi nào mà thấy nó sánh lại nó dẻo dẻo như vậy nè thì mình tắt bếp nha. Tắt bếp. Nếu mà các bạn thích nó có cái màu vàng đẹp đẹp á, thì mình cho thêm một tí màu buộc cho nó thành cái màu hoa hồng vàng ha. Cho nó nguội bớt rồi đó, mình sẽ bỏ vào cái túi bắt bông kem nha. Còn các bạn nào không thích muốn tiện không thích bắt bông kem thì cứ bứt một cục tròn tròn như bỏ vô cũng được. Cái bông hồng vô đây nha. Mình sẽ lấy đậu xanh mình bỏ vô đây giống như mình bắt bông. Bông lúc mà nó còn hơi dẻo dẻo như này nè, nếu mà nó nguội quá cũng khó bắt lắm. Bạn có khuôn bánh in hay là cái khuôn gì đó cũng có thể làm được, thì mình chỉ cần in vô đó mấy khuôn. Còn thích làm bông hồng thì mình sẽ làm hoa hồng. Thank you.
mà xay xong rồi mình lượt qua đây để lấy nước nha. Trong khi chờ đợi cái nhân nó của mình nó nguội bớt đó, nó hoặc là nếu mà muốn nhanh thì để vào tủ lạnh. Bây giờ mình sẽ dùng 1/4 cup bột đậu xanh nha, mung bean starch. Với lại với 2 cup nước lá dứa thì mình cỡ khoảng 1/3 cup bột đậu xanh nha. 1/3 cup bột đậu xanh. Thì mình hòa tan với nửa cup nước nha. Đẹp á, có thể thêm một chút xíu màu hương lá dứa cho nó có cái màu xanh đậm hơn nha. Còn như ở đây thì mình cái màu nó hơi nhạt. Có thể mình thêm một ít hương lá dứa có cái màu xanh đậm hơn một tí nha. Thì bây giờ mình chấm một cái đầu đũa thôi, không nhiều đâu. Sôi rồi mình nước lá dứa đã sôi rồi mình cho một tí muối nha, một miếng muối thôi. Rồi 1/4 cốc đường nha, không có ngọt lắm nha, tại vì nhân của mình nó đã ngọt rồi. Bây giờ mình sẽ đổ từ từ cái bột tinh bột đậu xanh của mình vô này nha. Quậy liên tục nha, đừng có để cho nó khi mà thấy nó sệt như vậy nè là ok rồi. Nó ok rồi mình tắt bếp nha, nó nhanh chín lắm các bạn ơi, rất là nhanh. Bây giờ bắt đầu mình bạn thích cái mình úp ngược ra mà cái hoa hồng nó nằm bề mặt á, thì mình sẽ để hoa hồng úp xuống nha. Chúng ta đổ khoảng 2/3 cup nè, rồi mới dùng cái pastula nè, mình mới bỏ cái nhân vô, rồi bắt đầu mình mới chế cái bột cho nó phủ. Nếu các bạn nào không thích bắt bọc hồng thì mình có thể vo tròn, hoặc là mình để mình làm cho nó dẹp dẹp ra mình để vô trong nhân cũng được, không sao. Nếu mà thích đẹp thì làm hoa hồng. Bánh ra nè nha.